Tiếp tục thì là xin mời cử nhân Phan Văn Thường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sẽ trình bày về cắt lớp vi tính Perfusion ứng dụng Gapit trong chẩn đoán nhồi máu não. Xin mời cử nhân Phạm Văn Thường. Kính thưa, kính thưa chủ tọa đàm, kính thưa các quý anh chị đồng nghiệp, em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Văn Thường, em đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay rất vinh dự cho em được báo cáo với chủ đề về cắt lớp vi tính tưới máu não và ứng dụng Gapit trong chẩn đoán nhồi máu não. Theo thống kê của Hiệp hội đột quỵ Hoa Kỳ thì nhồi máu não chiếm tỷ lệ 87% trong tổng số các ca đột quỵ não và thời gian là luôn luôn quý báu đối với những trường hợp đột quỵ. Với những thời gian khác nhau thì chúng ta có những phương pháp lựa chọn để can thiệp khác nhau. Đối với những trường hợp bệnh nhân đến viện sau 6 giờ thì trước đây chúng ta đã điều trị nội khoa. Tuy nhiên thì với cái kỹ thuật Perfusion tưới máu não thì chúng ta sẽ có mở rộng cái cửa sổ điều trị lên tới 24 giờ. Nội dung chính trong bài em có 3 nội dung chính. Thứ nhất là nó về kỹ thuật chụp CT tưới máu. Thứ hai là công nghệ Gapit AI. Thứ ba là ứng dụng trên cận lâm sàng. Về nguyên lý tưới máu thì Perfusion là kỹ thuật đánh giá tưới máu cơ quan. Thì đối với mạch máu não, đối với nhu mô não thì khi đột quỵ xảy ra thì cái chỉ số tưới máu nó ở dưới 20 ml trên 100 g và trên 1 phút. Thì các thông số quan trọng của tưới máu não thì được xác định 3 thông số chính, đó là CBF, CBV và MTT. Và trong đó thì các thông số khác thì có thể như là MTT, thời gian vận chuyển trung bình, TTP, thời gian là đỉnh. Và để chúng ta dễ hiểu hơn thì chúng ta hiểu rằng giá trị COI, giá trị nõi, vùng nõi nó là bằng giá trị CBV và bằng diffusion. Và vùng tranh tối ánh sáng thì sẽ bằng cái vùng giá trị tổn thương, vùng tổn thương trừ đi vùng nõi nên ra là vùng tranh tối ánh sáng. Chúng ta sẽ đi kỹ hơn về CT tưới máu và ứng dụng của Gapit như thế nào. Và cái phần đối với tưới máu não thì chúng ta cần chuẩn bị bệnh nhân tương tự như chuẩn bị nhân CT và CTA. Và phần chuẩn bị nhân thì có một lưu ý đặc biệt là chúng ta cần cố định đầu bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân không hợp tác thì nên kết hợp với bác sĩ lâm sàng để sử dụng thuốc an thần. Phần kỹ thuật thì chúng ta sẽ làm rõ ở những slide sau. Về quy trình chụp thì chúng ta có những pha chụp, chụp không thuốc, chụp CTA và sau đó là chụp CT Perfusion. Đối với chỉ CT Perfusion thì chúng ta cắt định vị, chúng ta cài đặt lượng thuốc và chúng ta xác định, quan trọng là xác định cái vùng tổn thương trên CTA và trên không thuốc và cài đặt các thông số theo tiêu chuẩn. Cụ thể hơn chúng ta sẽ xem những thông số ở trên máy. Hiện tại tại cơ quan em này, chụp hai máy đó là CT 128 Optima 66 và CT 12 Revolution. Thì ở đối với hai máy thì điều khác biệt lớn nhất đó là cái director correct, nghĩa là cái trường độ phủ của trường đối với máy 512 lên tới 160 thì nó chụp nó rất là dễ dàng và bàn đứng yên. Và ngoài ra thì cái thời gian chụp thì chúng ta cần phụ thuộc vào theo thuốc cản quang. Đây là một cái hướng dẫn của hãng GE theo máy thì tại cơ sở chúng em thì em sử dụng cái tốc độ tiêm là 4 ml trên một giây và đây là cái tham số để chúng ta lựa chọn chụp. Từ đó thì chúng ta cũng có những thời gian chụp khác nhau với tốc độ tiêm và cái nồng độ khác nhau. Về đối với một hình ảnh đạt được thì chúng ta cần có những tiêu chí sau. Thứ nhất là cái độ phân giải thời gian, nghĩa là có phải đủ thời gian thuốc di chuyển từ không từ theo cái đỉnh động mạch, mao mạch và về tĩnh mạch. Và cái trường khảo sát phải bắt buộc bao phủ tổn thương và trong đó có cái vùng trung tâm bán ung dục nhân sản trung ương ấy. Và hình ảnh thì đương nhiên là không rung không nhiễu để. Và cuối cùng là cái biểu đồ thuốc cản quang đạt chuẩn thì tí em sẽ nói ở những slide sau. Và một số lưu ý để mà kỹ thuật CT Perfusion nó đạt kết quả tốt nhất và đem lại hiệu quả chính xác cũng như là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thì đối với CT Perfusion thì nên sử dụng khuyến cáo kV là 80 kV. Và cái việc đã có báo cáo nghiên cứu rằng là khi giảm kV từ 120 xuống 80 sẽ giảm liều 2,8 lần. Và không cần thiết sử dụng những cái kỹ thuật automat, nghĩa là tự chỉnh automat. Và sử dụng cái nồng thuốc cản quang cao thì sẽ giúp cho là cái kết quả cải thiện tốt hơn là 350 hoặc 370. Và trong cái series Perfusion nên có những hình ảnh trước tiêm và để đảm bảo cái thời gian thu dữ liệu, những cái đường line của tĩnh mạch nó phải về cái đường cơ sở.
và thời gian thuốc thì phụ thuộc vào lượng thuốc và cung lượng tim, tốc độ tim giống như cái slide trước em đã trình bày. Và cuối cùng là áp dụng cái kỹ thuật tái động nạp để giảm cái nhiễu. Và đối với Rapid thì sẽ có những cái thông tin sau đây. Thì phần mềm Rapid thì đã được FDA chứng nhận và đây là một cái phần mềm rất là quan trọng và hữu ích để đánh giá kết quả một cách chính xác, khách quan và khoa học. Và cái kết quả sẽ được trả về đường dưới 3 phút và được về nó rất là trên nhiều cái nền tảng như PAC, web, mobile và email. Đối với Rapid thì nó có rất nhiều module thì nó rất đưa ra các thông số ví dụ như là xuất huyết não, các điểm APEC về dựng hình CDA và đưa ra cái bản đồ tưới máu Silver Vision. Cụ thể hơn thì là đối với xuất huyết não thì nó đưa ra chúng ta là trả lời câu hỏi có hay không có xuất huyết não và nếu có xuất huyết não thì cái thể tích xuất huyết não là bao nhiêu. Và một điều nữa là nó chấm điểm APEC một cách bằng cái trí tuệ nhân tạo. Đối với chỉ số Rapid AI trong CT Perversion thì có những 4 thông số chính đề cập. Thì trong đó cái CTP, CTF thì nó là cái vùng lõi và cái Tmax nó là cái vùng tổn thương. Và một cái chỉ số mismatch thì là nó sẽ giúp cho bác sĩ can thiệp để đưa ra cái quyết định can thiệp cho bệnh nhân theo những cái nghiên cứu DiFuBa hoặc là các nghiên cứu khác. Và biểu đồ Rapid thì đây là một cái biểu đồ mà ngay cả kỹ thuật viên cũng như bác sĩ cũng rất quan tâm. Nó sẽ làm cho để chứng minh cho chúng ta là cái độ tin cậy của kết quả là bao nhiêu. Các biểu đồ về giá trị X, Y, Z thể hiện hai cái giá trị. Một là cái sự di chuyển của bệnh nhân theo trục Z hoặc là sự xoay đầu của bệnh nhân. Và cái thứ hai là cái biểu đồ về nồng độ có những thông tin chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là cái đỉnh của động mạch là một độ sẽ phải đến trước đỉnh tĩnh mạch. Thứ hai là cái độ cao của nó thường là chiếm 2/3 tĩnh mạch. Thứ ba nó là đơn đỉnh, nghĩa là nó. Thứ tư nữa là nếu mà trong nó phải liên tục và đồng đều. Đây là một cái trường hợp mà đây là trường hợp đa đỉnh, nó tạo nên cái đường này thì nó có thể là do cái một là bệnh nhân di chuyển, hai là cái giá trị roi tại động mạch nó hoặc là tĩnh mạch nó chưa đúng. Chúng ta cần căn chỉnh để sao cho nó chính xác. Còn đối với Rapid thì nó sẽ tự căn chỉnh những điều này. Đây là cái thông số về chi tiết hơn, nó đưa ra những thông số và những tham chiếu nhiều giá trị để cho bác sĩ lâm sàng có thêm nhiều thông tin ngoài này, các thông số CVF ở nhiều giá trị khác nhau. Và đây là một cái thông số để sẽ sự tương quan giữa các thông số với các tổn thương. Và đây là em sẽ đi một căn lâm sàng đầu tiên là bệnh nhân nam 56 tuổi, thất ngôn và liệt một hai người phải. Bệnh nhân sau được phát hiện khi ngủ nên là không rõ giờ khởi phát. CTA là tắc M2 trái. CT Perversion được chụp trên máy M28 nát thì đã các thông số đưa đây. Và thời gian chụp là 49 giây, 17 pass. Thì kết quả đạt được thì là đây là giá trị CPF là vùng lõi 43 và cái vùng tranh hướng sáng là 98, chỉ số là 3.3 mismatch. Và bệnh nhân đã được can thiệp thì kết quả can thiệp bệnh nhân trên hình ảnh chúng ta thấy sau một lần hút huyết khối thì AC bằng AC thì chúng ta đây là em xin lỗi đây là hút bằng kéo bằng stent thì kết quả đạt được rất tốt tại trong TC3. Và ca thứ hai là cũng tương tự như vậy, đột quỵ giờ thứ 10 và CTA nó hẹp M1 phải và hình ảnh CTA cho thấy là hẹp cả cảnh trong và hẹp M1 phải. Đối với giá trị này thì ta thấy là CBF nó bằng 0 thì chứng tỏ là không có vùng lõi và vùng tranh đối sáng là 159. Và thì ca này cũng được can thiệp và đây là cái hình ảnh ở trên DNA nó tắc. Sau đó bệnh nhân được hút một lần thì nó đã xuất hiện đã thái thông ở phần cảnh trong và vẫn tắc bằng nầm cái đoạn M1 và tiếp tục sau hút một lần nữa và đã thái thông và kết quả đề huyết khối. Và một điều rất là đặc biệt nó là khi bệnh nhân trước can thiệp thì cái chân đường cơ của tay chân là 3/5, điểm nít là 14 và sau can thiệp thì bệnh nhân khi ra viện thì có sự hồi phục rất là ngoạn mục. Tay chân được cơ là 5/5, chân là 4/5. Điểm ranking là 1 điểm. Đây là điểm để đánh giá sự hồi phục sau đột quỵ. Thì có thể là chấm theo những thang điểm thời gian có 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc thời gian lâu hơn. Tùy theo những nghiên cứu. Và đây là chân bệnh nhân dơ lên. Và đây là một cái bảng so sánh nhanh. Được so sánh giữa cái vùng lõi của Rapid và cái dùng sử dụng mé chạm bằng Workstation. Thì đã được thực hiện bởi 3 kỹ thuật viên với 15 kinh nghiệm, 7 năm và 2 năm kinh nghiệm. Với trên 10 bệnh nhân so sánh kết quả. Thì đây mà thống kê nhanh thì qua bảng này chúng ta nhìn thấy một điều rằng là cái sự chênh lệch nó dao động từ 0 đến 110 đơn vị. Và cái sự chênh lệch này thì đối với cái tổn thương với vùng lõi nó càng lớn thì cái sự sai chênh lệch giữa cái việc Rapid và về xử lý bằng máy chạm nó càng cao.
Tất nhiên đây là một thống kê nhanh nên là nó chỉ mang tính chất là tham khảo để chúng ta cần có những nghiên cứu kỹ hơn để đưa ra những cái nội dung cũng như là các lý do để đưa ra tại sao nó lại có những sự sai này sai khác như thế này. Và sai số trung bình của toàn bộ ba kỹ thuật viên này và cũng như là 10 bệnh nhân này thì sai số trung bình nó 16 ml. Và tổng kết thì đây là một cái quy trình xử lý cấp cứu đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Thì bệnh nhân đã được thực hiện theo cái sơ đồ này và những cái vùng bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não thì những trường hợp tắc mạch nhỏ với những giờ đạt yêu cầu thì có thể dùng tư sợi huyết. Nếu tắc mạch lớn thì chúng ta có thể kết hợp cả siêu tự huyết và lấy huyết khối can thiệp. Và xin chân thành cảm ơn các anh chị đồng chí nghiệp đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo của cử nhân Phan Văn Thường, một cái ứng dụng về công nghệ phần mềm Sabit trong ứng dụng để trong chẩn đoán trong các bệnh lý nhồi máu cấp tính. Để chúng ta cũng biết là cái phần mềm Sabit nó trong phần mềm mà được FDA đã công nhận ở Mỹ và cũng đã được ứng dụng như Việt Nam, một trong ba nước Đông Nam Á đúng không ạ? Ứng dụng thì tại như ở Quảng Ninh cũng là một trong những đơn vị có cái phần mềm này. Sáng nay chúng ta cũng nghe một cái báo cáo về các lớp vi tính, về cộng từ cũng sử dụng Sabit rồi đúng không ạ? Đấy thì đây là một trong những phần mềm mà đã mở rộng ra cái thời gian để tiêu sợi huyết và cũng như là đánh giá là lấy huyết khối để làm lưu thông mạch máu lão tái thông rộng hơn từ 4,5 giờ đến 6 giờ và bây giờ nó trở thành 24 giờ. Xin báo cáo, xin cảm ơn.